Xin chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Nguyễn Hải Đăng. Hôm nay mình xin giới thiệu với quý vị và các bạn một bến đò số 2. Bến đò số 2 này đã được làm mới lại, là một bến đò nối liền giữa bờ bên Tân Châu An Giang và đi qua một xã Long Khánh của huyện Hồng Ngự. Nó cũng là một cái cồn của Long Khánh luôn. Và đi ở đây cũng là đi qua sẽ là bãi tắm cồn. Đây là bến đò số 2 hướng Tân Châu đi qua xã Long Khánh của huyện Hồng Ngự và đi qua bãi tắm cồn. Ở đây có rất nhiều người ra đang đánh bắt thủy sản. Bây giờ là có một chuyến phà từ bên xã Long Khánh đi qua.
Xin chào tạm biệt quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn bấm đăng ký để theo dõi những video clip tiếp theo nhé.